một người phụ nữ có vòng ba đẹp là cái mông nó phải đẹp và cái hông nó phải đẹp. Trên lý thuyết nghĩ một phút nhưng mà thực tế là nghĩ tới phút rưỡi luôn á. 3 4 5 giữ. Các bạn nữ đi vô phòng gym tối ngày dùng cái keyword là đổ đào với luyện đào rồi đó. Thí dụ như chỉ cần với cái máy này với cục tạ này có thể bố trí được một buổi tập đó bạn tin không? Rồi, chào mừng các bạn đến với gym nữ tâm kinh tầng số 5 ngày cuối cùng trong chương trình Superset. Hai nhóm cơ đối lập không liên quan. Nhớ nha, video cuối, ngày cuối. Các bạn hãy coi thật kỹ, tại trong video này chị Nguyễn chỉ Hương Trần một cái kỹ thuật mới. Nói chung nó hơi mà biến tấu một chút xíu. Nó lai lai giữa cái superset và cái tricep. Cái tricep là 3 lần liên tiếp, superset là 2 lần liên tiếp. Vậy thì đầu bài đầu tiên là Hương Trần sẽ tập cơ mông bằng bài Donny Kick Back. Đó, Donny Kick. Và tiếp theo là bằng tập chuột, tập tay á, tập tay bằng cái bài là bicep curl. Thì ở phụ nữ á, tập tay chỉ còn một bài thôi, tập tay trước một bài thôi, tập tay sau có thể tùy bạn nào mở nhiều mới ít như nào đó có thể tập hai bài. Nói chung cơ tay phụ nữ không cần phải tập nhiều, tay nó đã thông qua những cơ khác nó đã được tập rồi đó. Các bạn lưu ý điểm này và bây giờ vô đó. Hương Trần tập cho anh là đá thẳng lên á là 10 rep, đá ngang á là 5 rep chân nào. Rồi bạn coi là Thu Hương biểu diễn bài này nha các bạn. Bài này là thật anh Duy Nguyễn tập không có đẹp đâu. Đó, nghiêm túc, xuống chậm thôi. Lên, ráng giữ lại một giây. Xuống chậm thôi, đúng rồi. Tự giác, tới rep thứ 10 là chuyển qua đá ngang 5 cái nha. Đó, cố lên. Nói chung là phụ nữ thì thường thường người ta tập build một cái vòng mông một ngày luôn chứ không phải giỡn đâu nha các bạn. Tại vì cái cơ, bạn nhìn cái cơ chân á là cái cơ mà nó chiếm hết trơn rồi. Cái cơ trên nó nhỏ hơn cái cơ dưới. Nên một ngày chia ra tập đùi và một ngày chia ra tập mông. Cái vùng mông á là mình chứa mình tập cho nó to lên. Còn cái vùng đùi á là mình tập cho nó thon, nó săn lại. Nó thon, nó săn lại nha các bạn. Tại vì đùi phụ nữ thường thường nó sẽ mở nhiều đùi đàn ông. Rồi đổi bên. Cố gắng. 1 2 Sâu sâu coi. Giang. 3 4 Xuống đầu gối gần chạm thảm luôn. Xuống đầu gối gần chạm thảm nha. Cố lên. Qua tuần sau á là chúng ta sẽ đi qua tới khổ trước xuống sau rồi nha, chứ không còn là hai nhóm cơ đối lập đâu. Cái phần khổ trước xuống sau nó sẽ khó hơn. Ráng cao lên tí coi. Cố lên. Thở như vậy. Cố lên nè. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đá ngang nó sẽ ra hông nha các bạn. Đá lên nó sẽ ra mông, mà đá ngang nó sẽ ra hông. Một người phụ nữ có vòng ba đẹp là cái mông nó phải đẹp và cái hông nó phải đẹp. Cái mông nó đẹp là bạn đứng về bạn thấy mông. Đó, còn cái hông á là bạn đứng thẳng, bạn nhìn cái hông này nó rộng như vậy nè. Thành đồ hông cá. Đó. Tiếp tục. Không đưa cổ chỏ ra phía sau. Không đưa cổ chỏ ra phía sau nè. Tập 12 tới 15 rep. Đúng rồi. Gồng liên tục. Gồng liên tục tập tới 15 rep cho nó giảm mỡ tay luôn. Sát. Các bạn thấy không, cái máy tập im ru không nghe luôn các bạn. Nên nên khi mà các bạn tập qua những phòng gym cao cấp đồ xịn á, mà tập qua những giáo án xịn. Và cái buổi tập của bạn nó cũng xịn lên nhiều cái đó. Còn bạn tập qua những phòng gym nó không đầy đủ thiết bị, nó rẻ hơn các bạn vài đồng nhưng mà cái bạn mất rất là nhiều. Cái mindset mà nói là tập phòng nào cũng được là cái mindset đó khỏi tranh luận các bạn. Ủa đủ chưa xong rồi nhẹ te vậy? Đủ 15 thầy. Khỏe không? Khỏe. Lên tạ nha. Mỏi quá. Mỏi gì mỏi, tập mỏi đúng rồi. Thôi lên cho một cục đi. Lên một cục đi ha. Cố gắng lên đi. Rồi bây giờ mình uống sao vào cao. Nghỉ tối đa 1 phút. Nghỉ tối đa 1 phút nha các bạn. Trên lý thuyết nghỉ 1 phút nhưng mà thực tế là nghỉ tới phút rưỡi luôn á. Tại vì khi cái nhóm cơ tay này nó nghĩ là bạn tân thủ mà tập cái này thì cơ tay đó đâu quớt đâu thì nó làm phút rưỡi đó. Vô tiếp tục. Ồ, nặng vậy? Chứ sao? Cái khối lượng tạ 10kg có vẻ là hơi lố. Nhưng mà thôi kệ nó, lỡ quay video này các bạn ơi. Cố lên nào. Cố lên, 10kg. Video để đời ngàn năm không mất. 3. Đó, đã tập đi. Cái bài này rất khó tập nha các bạn. Nên nhiều khi các bạn không tập được bài này, các bạn có thể đổi qua bài khác. Bài này khá là khó đó. 5 6 7 8 biết nhiều nữa. Rồi đá ra ngoài đi. Đá ra ngoài 1 2 chậm thôi nè. 3 4
ráng luôn. Rồi tới chân bên này, thở gì gì mà sung nè. Một, xuống sâu vô, đúng rồi. Ba. Cơ mông là khá là quan trọng nha các bạn. Bởi vậy các bạn nữ đi vô phòng gym tối ngày dùng cái keyword là độn đã gì gì độ đào với luyện đào rồi đó. Cơ đẹp phải training dữ lắm nên mới có. Nói chung tập luyện đúng kỹ thuật nó sẽ khác tập luyện để chụp hình nha các bạn. Nhiều bạn nữ tập luyện để chụp hình nhưng mà kỹ thuật nó sai hết tàu le hết thôi. Rất là nguy hiểm đó. Xương sống nè. Lên. Lên nè. Tiếp. Như ơi. Ok. Rồi qua kia tập chuột. Nhẹ rồi. Trời ơi cái chua nhất là mông thôi. Cái bài chua nhất tập trước, xong là cái bài đỡ chua tập theo tập sau. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 đúng là 12 13 14 15 hold. Thở từ từ thôi. Rồi ok. Rồi uống lên cao và cao đi em. Một ngậm, uống lên cao và cao đi nè. Thở ghê vậy. Thấy chưa, bài cuối nó chua lắm chứ nó không dễ đâu. Vô đi, vô nhanh nhanh, đừng có làm biếng nè. Rồi thầy lấy tạ nhấc lên em đi. Rồi, để vô. Lên. Đây là cái bài tập freeway nha các bạn. Đó, freeway khá khó tập chứ không phải giỡn đâu. Đó, bài được kêu là cú đá lừa dối đó. Đó, Donny kick. Tức là con lừa nó đá đó, kiểu này kiểu lừa. 6 7 cố lên, chậm chậm thôi nè. 8 2 cái nữa, 9 chậm. 10 rồi đó ngang. 1 chậm là 2 3 4 5 6 7 thôi được rồi 7 cái thôi. 7 cái thôi đừng có ráng nữa, hồi gãy xương bây giờ. Cái này là có chích tạ rồi đó, có chích rồi đó các bạn. Cái này thì tốt, đó. Thấp xuống, đúng rồi. Thấp xuống. Nhưng mà hồi qua cái đá ngang là có chích, đá ngang nó vô hông. Đá lại lên nó vô mông. Tự giác nha. Rồi. Rồi đá ngang. 1 2 3 chậm thôi. 4 5 6 7 8 được rồi. Ok. Rồi qua bên kia tập cơ tay đi. Rồi tập tay lẹ đi. Vô. Chậm rãi từ tốn, sắp xong rồi. Set cuối rồi. Set cuối rồi đó. Khỏe rồi, cố lên. Super set nhẹ hiểu mà. Vô. Cố lên. Buổi tập hôm nay thế nào? Hả? Sao vậy? Buổi tập hôm nay thế nào? Rồi, hết xong. Rồi, xong. Wow. Vậy là chúng ta đã kết thúc buổi tập cuối cùng của cái chương trình Gym Nữ Tâm Kinh tầng số 5 là Superset 2 nhóm cơ đối lập. Và đây cũng là một cái minh họa cho các bạn thấy là không xài hai máy nữa mà là bây giờ chỉ xài một máy với một cái freeway nào đó. Nên các bạn khi mà bố trí về cái Superset cho 2 nhóm cơ đối lập thì các bạn có thể sử dụng công thức sau đây. Một là hai máy tập, hai là cùng một máy. Cùng một máy là trong chương trình nam nó có một bài là tay trước và tay sau thì cũng cái máy luôn, bẻ tay trước bẻ tay sau. Cùng một máy có rất nhiều cái máy tập cùng một máy, đó là cái hệ BBD. Cái hệ BBD của thể hình online á, nó rất là tốt để cho các bạn tập Superset 2 nhân cơ đối lập. Và nó được thiết kế dựa trên triết lý là Superset 2 nhân cơ đối lập. Rồi hoặc là các bạn có thể dùng một cái thảm yoga
bạn hay làm cục tạ dumbbell một cái gì đó, nó không là máy nữa, bạn sắp tới, bạn cầm tới một cái chỗ có cái máy để bạn tập. Thí dụ như chỉ cần với cái máy này với cục tạ này có thể bố trí được một buổi tập đó bạn tin không? Thì cái chương trình superset này nó được thể được áp dụng cho những cái home gym nữa. Cái home gym bạn tập superset rất tốt, ví dụ như là cái home gym mình thắng là gym quận 7 thì các bạn tập được superset và dropset rất là ok. Thì hy vọng là những cái bài viết trong chương trình Siêu Nữ Tâm Kinh kết hợp với những video minh họa của Duy Nguyễn và Hương Trần ở đây sẽ giúp cho các bạn có thêm cái kiến thức để các bạn có thể áp dụng cái chiến thuật superset vào trong buổi tập của các bạn để từ từ chúng ta nâng tầm. Và nhớ, chúng ta đang ở tầng số 5 và chúng ta sẽ từ từ lên tầng 6 và số 7 là cái như tốt nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.